cách đây khoảng 2 tháng thì mình đã có may một bộ màu đen rồi. Thế nhưng mà đến hôm nay thì mình mới có động lực để may tiếp bộ thứ hai và quay lại chi tiết cho mọi người xem. Mình tham khảo chà quần ống suông ở trong cuốn kỹ thuật cắt may tầng tập của cô Triệu Thị Chơi. Còn về phần áo crop top thì mình cắt từ rập áo cơ bản, sau đó mình cắt gọt và chỉnh sửa lại cho vừa người mình. Thì hôm nay mình cũng sẽ vẽ lại cái chặt chuẩn của áo crop top để lưu lại sau này dùng. Ok, bắt đầu thôi. Mình đã chừa 1 cm ở trên này. Mình vô thun lớn hơn. Mình vô thun 3 cm nên là từ cái điểm A này mình sẽ chừa lên 4 cm. Còn đây là phần dài quần, tức là hết luôn thì khoảng là 104-105. Khoảng 105 cm là mình chiều dài vải, là mình cắt được một quần. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So